Xin chào quý vị các bạn, thật vui khi chúng ta đã được gặp nhau trong video trải nghiệm của Auto Daily. Ngay trước mắt quý vị và các bạn lúc này là chiếc Toyota Camry XLE được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp tại Mỹ. Hiện tại đang được chào bán bởi nhà nhập khẩu tư nhân với mức giá khoảng 2,5 tỷ đồng. Vâng, tại thị trường Việt Nam thì Toyota vẫn cung cấp Camry với 3 phiên bản cùng mức giá cao nhất là 1,3 tỷ cho phiên bản 2.5Q. Nếu như chúng ta xét về thiết kế tổng thể bên ngoài của chiếc Camry XLE nhập khẩu từ Mỹ này thì có thể thấy là mẫu xe này được cập nhật cái ngôn ngữ thiết kế mới, mang cái dáng vẻ thấp và thể thao hơn so với cả phiên bản tiền nhiệm trước đây. Xe thì được xây dựng trên nền tảng toàn cầu mới của Toyota với cái tên viết tắt là TNGA. Nếu như mà so sánh trực tiếp với phiên bản tiền nhiệm thì mẫu sedan này mang nhiều kỳ vọng của nhà sản xuất trong việc thay đổi hình ảnh năng động trẻ trung hơn. Điểm dễ dàng nhận diện nhất trên thế hệ mới này chính là cụm lưới tản nhiệt lớn ở phần đầu xe, được cấu thành từ các nan ngang xếp chồng lên nhau. Phần thân xe thì quý vị và các bạn cũng có thể thấy được cái độ trường và những cái đường gân dập nổi ở trên thân xe, nó có cái gì đó nó sang trọng hơn so với cả thế hệ trước đây. Đặc biệt là bộ la răng 18 inch có cái thiết kế nhiều nan, nó ấn tượng hơn hẳn những cái mẫu Camry trước đây phải không ạ? Tiến tiếp ra cụm đèn hậu ở phía sau thì cái cụm đèn hậu đã được trang bị những cái giải đèn LED kéo vuốt dài ôm trọn cái phần đèn, thì mang cho chúng ta một cái hơi hướng nó thể thao và mới lạ đến từ nhà sản xuất Toyota. Đặc biệt là cái dòng chữ Camry được làm mạ chrome nằm trên cái thanh nối liền cụm đèn pha với nhau cũng là một cái điểm nhấn rất đáng để chúng ta chú ý ở phần đuôi xe của mẫu xe này. Còn bây giờ thì mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi video để cùng quan sát một vòng xung quanh chiếc Camry cũng như là tiến vào không gian nội thất để xem những cái trang bị của mẫu xe này. Chúng ta hãy cùng nhau đưa ra những cái đánh giá ban đầu về mẫu xe ăn khách này ngay bên dưới video này nhé. Hẹn gặp quý vị và các bạn trong một video đánh giá chi tiết sớm nhất trên kênh YouTube của Auto Daily. Các bạn nhớ subscribe kênh và cũng đừng quên nhấn nút chuông để có được thông báo sớm nhất khi kênh lên video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.
thôi.